các bạn đã đến với V Idaho, một cái cooking channel nhỏ thôi, không phải là chef cook ha, cũng không phải là một cái người nấu ăn rình rọt. Nhưng mà mình muốn cooking và mình muốn ăn những món ăn do mình nấu ra, cho nên mình sẽ không theo một cái hệ thống nào hết và cũng không theo một cái lề lối nào. Mình chỉ coi những cái recipe ở trên mạng và những cái món ăn mình đã từng thử thì mình nhớ lại cái hương vị đó và mình nêm theo cái khẩu vị của mình ăn. Nếu mà các bạn thích cái channel của mình, thích cái video này thì hãy comment ở dưới và like cái video này nha. Nếu các bạn mới trong cái channel của mình thì hãy subscribe để thành một trong những thành viên ưu tú nhất của mình. Hẹn gặp bạn trong cái kitchen để nấu món beef burrito với avocado. Cùng đi vô cái kitchen nha. Cái món burrito này là của người Mexico đó các bạn. Để làm món này thì mình cần hành tây, cà chua, ớt, bơ, ngò rí, đậu. Đậu này là kidney bean, bạn có thể dùng đậu đen cũng được. Sour cream, cheese và miếng thịt bò. Ở đây mình có vỏ bánh của burrito. Cái này làm bằng wheat, lốt mạch, nhưng mà thường thường nó làm bằng bột ngô. Mình có đồ ướp của steak, thì nếu mà bạn không có thì bạn có thể dùng muối với tiêu cũng được. Là ướp hai bên là massage nó để cho nó thấm. Sau mình lấy một miếng nước để mà mình luộc cái đậu của mình. Luộc đậu cho nó bùi nha, thật bùi càng tốt nha. Mình bỏ 2 hít và mình bỏ đậu vô. Xong rồi mình cho một chút xíu muối vô trong đó để cho đậu nó mềm và nó có cái mùi vị hơi mặn mặn chút xíu để nó ngon. Thời tiết ở chỗ mình rất là lạnh cho nên mình lấy cái miếng bò của mình á, mình để gần cái lò đó cho nó ấm, nó có room temperature thì nó dễ chín hơn. Mình có củ hành á, mình xắt ra thành hình hộp lựu nha. Xắt nhuyễn nhuyễn cũng tốt. Rồi mình bỏ vô tô. Rồi xong rồi mình lấy cà chua ra mình cắt, cũng cắt hình hộp lựu luôn. Bởi vì mình không thích ăn hành sống á, nó hơi hanh hanh cho nên thôi đó mình sẽ đem hành đi mình xào chút xíu thôi để cho nó bớt mùi hanh thôi. Mình không có xào cà chua nha. Xào hành thôi, mình bỏ cà chua vô. Bây giờ thì mình cắt ngò. Mình cắt ngò ra nhuyễn nha. Bạn cắt càng nhiều ngò càng tốt, ngon. Bạn phải nhớ canh chừng đậu của mình nha, khuấy nó thường xuyên và để cho nó giảm lửa lại chút xíu đi. Ớt này mình cắt ra nè. Ớt này là nó giòn, nó có mùi thơm nhưng mà nó không có cay nha các bạn. Thank you.
mình kiểm tra đậu, mà khi mà bạn bóp vô á, lấy cái tay mình bóp vô mình thấy nó mịn á, có nghĩa là ok rồi, là mình ready để mà mình dọn ra để mình cuốn cái burrito của mình. Mình có cơm mình bỏ cơm vô, nếu mà bạn không có thì bạn cứ lấy cải bỏ vô cũng được, cái này cũng dễ. Các bạn cũng làm được một cái burrito ngon như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hãy like this video nếu mà bạn thích, comment below. Và nếu mà bạn thích nữa thì hãy subscribe để thành family của mình nha. Tạm biệt, bye bye. Khi mà nhà mình có tiệc á, thì mình cũng có thể bày ra giống như vậy, cho nhiều người ăn. Mình chỉ cần serve như vậy là ok rồi, người ta tự người ta gói. Ok, hẹn gặp các bạn. Bye bye.